Dạ, Đinh Lan xin kính chào quý vị khán giả xem kênh. Hôm nay rất là nhiều tin quan trọng, cho nên tiêu đề chỉ ghi là nhiều thông tin quan trọng liên quan tới bị can Nguyễn Phương Hằng thôi ha. Thông tin đầu tiên đó là hôm qua lúc 10 giờ rưỡi Đinh Lan nộp đơn tố cáo, lúc 10 giờ 30 là kết thúc nộp đơn tố cáo chủ kênh Kiệt Tấn Đạt đã quảng bá cho cái kênh Nguyễn Thị Thu Thủy ở Đồng Tháp biểu tình ngoài Hà Nội. Tại vì tên Kiệt Tấn Đạt á, có lên clip nói rằng là tại sao nè, tao chửi mày nè, con Đinh Thị Nổ này nọ đó, mày giật chồng rồi mày giật nợ rồi tùm lum hết trơn á. Cho nên là khi mà tôi là người tố cáo chủ kênh Kiệt Tấn Đạt đã xúc phạm, nhục mạ và quảng bá kênh kia, thì ngày hôm nay nó lên trên mạng thì nó lại cố tình nó xúc phạm, nhưng mà nó đọc là Đinh Thị Nở. Nói nghe này Kiệt Tấn Đạt, vì ngày hôm nay tôi tố cáo cậu tấn công nhục mạ tôi, có đoạn tôi quay được cậu nói Đinh Lan và đọc lại cái bài mà tôi tu tại gia để cậu nhục mạ cái cô chủ kênh Lan Đinh là tôi. Cho nên đoạn đó đã đủ rồi. Ngày hôm nay cậu tức tối lên, hằng học lên là lên mạng, giống ý hệt tính cách của bà Nguyễn Phương Hằng, lên mạng bắt đầu thấy người ta tố cáo mình cứ nhục mạ tiếp, nhưng mà lại cũng vẫn sợ, không có dám nói tên Đinh Thị Lan. Nhưng cho dù là mày nói là Đinh Thị Nở đi chăng nữa, mày nhục mạ như vậy thì cơ quan điều tra cũng vẫn xác nhận đó là mày đang tấn công Đinh Thị Lan, chứ không phải mày đổi tên thành Đinh Thị Nở là mày không có tội đâu. Cho nên là đàn ông nếu không hồn nên khớp cái miệng lại đi. Còn mày lên trên mạng mày giải trình với cộng đồng mạng rằng tao là người đưa cái thông tin của cái bà biểu tình lên trước hả? Tao đưa bằng điện thoại với một cái điện thoại xa như thế này nè. Còn đằng này mày phát luôn cái clip của cái bà biểu tình ngoài Hà Nội trên sóng YouTube có 129.000 người của mày, đó mới là vi phạm. Tại vì tất cả những thông tin về biểu tình đó không được phát tán, các cơ quan ngôn luận của Việt Nam lẫn trên thế giới đều bị phong tỏa hết, mà mày lại dám. Do giống như trong cái trường hợp nội dung tao viết trong đơn đó là ngày xưa ngày 24 tháng 7 năm 2021, bà khi mà bắt Mai Xuân Cường ngày 23 tháng 7 năm 2021 á, thì hôm đó là định bắt luôn Đinh Thị Lan. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương là người định bắt Đinh Thị Lan, cho nên ta mới nhờ người bạn tao là anh Nam Quang, kênh Nam Quang Trust Network. Cho nên bà Nguyễn Phương Hằng bắt đầu mới tấn công về đề tài phản động, thì bắt đầu mới quảng bá cho cái kênh N10 TV của Trương Quốc Huy nào đó. Nội dung tao ghi đầy đủ rõ ràng. Ngày hôm nay hành động đó đã khiến cho nhiều người không biết đến cái kênh phản động này để nghe người ta chửi cái gì. Thì bà Hằng muốn mượn cái kênh phản động này để quảng bá là Việt Nam cũng bị chửi như vậy đó, cho nên quảng bá cho những cái người đang theo dõi, bà Hằng triệu lượt người theo dõi đó, hãy theo dõi kênh kia để nghe cái Việt Nam bị chửi như thế nào từ cái kênh phản động Trương Quốc Huy. Ngày hôm nay mày cũng vậy, Kiệt Tấn Đạt mày cũng vậy, mày lấy mượn cái hành động biểu tình ngoài kia, mày phát trên cái kênh có 129.000 người, một sự lan tỏa rất là rộng, để chi? Để người ta biết được là bà Hằng bị oan, và cái thằng Tân đi tranh chấp đất đai này là lính của ông Võ Hoàng Yên. Cho nên cái việc này ngày hôm nay thì báo tin thứ nhất là về việc rằng Kiệt Tấn Đạt lên trên mạng tiếp tục vu khống nhục mạ Đinh Thị Nở, nhưng đề tài tôi là Đinh Thị Lan đang tố cáo Kiệt Tấn Đạt, mà Kiệt Tấn Đạt tưởng rằng mình đổi thành Đinh Thị Nở sẽ không có bị tội nha Kiệt Tấn Đạt. Cái gì cũng vậy, nếu mày sống tuân thủ theo pháp luật, đợi trong vòng 3 ngày, hôm nay là ngày thứ hai, ngày mai nữa là mày biết kết quả như thế nào. Cứ liên tục đi, cứ chửi đi. Hôm qua thì kênh Huấn Bình Dương livestream lúc 11 giờ đêm nói là đi trốn Đinh Lan ha. Vì bị Đinh Lan thưa này nọ, cho nên là đã có liên hệ với luật sư của mình là chú Bảy nào đó. Nói nghe nè, Huấn Bình Dương, luật sư Hồ Nguyên Lễ của bà Nguyễn Phương Hằng còn không đấu lại được với Đinh Lan này, bà Nguyễn Phương Hằng còn không đấu lại được với Đinh Lan này, thì cái ông luật sư Bảy nào đó của Huấn Bình Dương á không có cửa nhé. Về mặt pháp lý, từng câu từng từ Đinh Thị Lan không hề có bất cứ một cái câu gì vi phạm pháp luật. Còn tất cả những bằng chứng
Huấn Bình Dương và Kiệt Tuấn Đạt nhục mạ Vu Khống. Có cái clip hôm qua Đinh Lan đã mở trên clip trước rồi. Kiệt Tuấn Đạt nói nhục mạ Đinh Lan là không bằng cái gót chân của vợ nó nữa. Vợ nó là nguyên si toàn vẹn. Rồi chửi Đinh Lan là Đinh Lan chạ nha, Đinh Lan chạ, Đinh Thị Lan chạ. Rồi lại kêu Đinh Lan là Lan chạ. Lan chạ với ai? Hiểu, người Việt Nam hiểu cái từ Lan chạ không? Là một người phụ nữ dâm loạn á, một người mà có tiền treo cho trai rồi dâm loạn là lột đồ khỏa thân á, rồi cho trai 180 mấy tỷ á, đó mới gọi là lan chạ. Lan chạ có chồng mà vẫn đi gạ gẫm trai khác á, đó mới gọi là lan chạ. Cho nên từ lan chạ rất là một cái câu sỉ nhục, làm nhục người khác trên mạng xã hội. Còn mày nói là thằng Võ Minh Điền nói là tao đi sửa chỗ này 7 chỗ, 9 chỗ rồi vợ của mày zin như thế này thế nọ. Câu đó là câu làm nhục trên mạng. Đó, còn Vu Khống, tội của Huấn Bình Dương, Vu Khống Đinh Lan là bỏ tiền ra để thuê báo chí, để viết bài, để tấn công Võ Minh Điền, tấn công Từ Tấn Hiệp, Kinh Lạc Phong. Mấy bài báo là nó nói là tôi là Đinh Thị Lan bỏ tiền ra thuê báo chí để viết bài để mà tấn công những cái YouTuber đó. Cho nên clip đó phạm tội thứ nhất gì? Huấn Bình Dương phạm tội Vu Khống. Còn cái clip hồi hôm qua Huấn Bình Dương phạm tội nhục mạ Đinh Lan bằng những cái ngôn từ đó, thì biết không, cái văn bản mà trên cái kết luận điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng nhiều khi cái lời tục tiểu xúc phạm Đinh Lan nó ít lắm, có một câu à, chỉ Đinh Lan ngu thôi, mày là ngu hết phần thiên hạ thôi, mà đã bị tội như vậy rồi còn đã đám tội Huấn Bình Dương và Kiệt Tuấn Đạt chửi như thế nào, nhục mạ một cách tận cùng xã hội, Vu Khống nhục mạ. Còn cái chuyện Kiệt Tuấn Đạt khi mà nói là Đinh Lan là người đưa cái clip lên không à, thứ nhất là tôi đưa qua điện thoại, người ta cũng chả biết sự việc đó ở đâu, ta nhìn người ta cũng chả thấy cái gì, lại dính thêm cái bóng đèn của cái quay clip như thế này đó, cho nên là không thấy cái gì hết. Nhưng đằng này Kiệt Tuấn Đạt lại phát luôn cái clip bà đó biểu tình ở Hà Nội, thì những hình ảnh đó là những hình ảnh cực kỳ nghiêm cấm, đó là tội hình sự đó. Cho nên rồi xong cái vế của Kiệt Tuấn Đạt và Huấn Bình Dương cho cái đơn hôm qua ha. Hôm nay á, Đinh Lan nói về những cái đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhân tiện hồi nãy nói về luật sư Hồ Nguyên Lễ, thì Đinh Lan nhắc lại vụ án của Mai Xuân Cường ngày 29 tháng 12 năm 2021 là phiên tòa xét xử vụ án Mai Xuân Cường, và Đinh Lan là với vai trò là chủ mưu cho Mai Xuân Cường theo như cái đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng ngày 19 tháng 7 năm 2021. Thì trên cái kết luận điều tra của công an tỉnh Bình Dương, thì công an tỉnh Bình Dương chỉ lấy cái clip ngày 15 tháng 7 bà Hằng bà chửi Đinh Lan thôi. Nhưng cái clip ngày 18 tháng 7 bà Hằng chửi Đinh Lan nó liên quan tới vụ Mai Xuân Cường, thì bên công an tỉnh Bình Dương không truy cứu. Cho nên là Đinh Lan có nói chuyện rồi với công an tỉnh Bình Dương. Việc đầu tiên là người ký quyết định bắt Mai Xuân Cường là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương. Bây giờ ông đã, sau khi phiên tòa xét xử Mai Xuân Cường xong, ông đã bị bãi nhiệm và thay viện trưởng mới. Cho nên là vụ việc Mai Xuân Cường xuất phát điểm là từ công an tỉnh Bình Dương chứ không phải công an Thủ Dầu Một. Công an Thủ Dầu Một chỉ là một cái đơn vị là dọn cái bãi chiến trường do bà Hằng bả bày ra thôi. Nhắc lại, Mai Xuân Cường ở quận Gò Vấp, khi phạm tội ở quận Gò Vấp thì đơn vị mà coi như xử lý là chỉ là công an quận Gò Vấp. Nhưng đằng này công an tỉnh Bình Dương lại xử lý Mai Xuân Cường. Đó, người quyết định ký cái lệnh bắt của Mai Xuân Cường khi nhận được cái đơn tố cáo ngày 19 tháng 7 năm 2021 là 19 nè, 19, 20, 21, 22, 23, 4 ngày sau là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương ký lệnh bắt Mai Xuân Cường, trong đó có ký lệnh bắt Đinh Thị Lan. Nhưng buổi chiều đó khi bắt Mai Xuân Cường xong, dẫn đầu là Trung tá Hồ Thọ Hải của Công an tỉnh Bình Dương, nhưng Đinh Lan là người không đi. Đến cuối cùng thì bên Trung tá Hồ Thọ Hải ra tiếp một cái tờ giấy nữa đóng dấu của Công an tỉnh Bình Dương về việc rằng triệu tập lần 2. Đinh Lan cũng không đi.
theo quy định của pháp luật, nếu triệu tập hai lần thì lần thứ ba không có triệu tập lần ba bắt luôn. Cho nên bà Nguyễn Phương Hằng đã quảng bá cho cái kênh Trương Quốc Huy vào ngày 24 tháng 7 năm 2021. Thì cái bản án của vụ án Mai Xuân Cường, Đinh Lan được giữ ở đây. Đây là bản chính của bản án có dấu đỏ nha. Tòa án Nhân dân Thủ Dầu Một. Đây. Bản án nha. Rồi. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bà Nguyễn Thị Mai Nhi. Đây. Bà Đinh Thị Lan ha. Vì bà Nhi là người chuyển 2 triệu đồng cho Mai Xuân Cường. Đó. Rồi Đinh Lan có những cái clip bà chính miệng bà Hằng bảo rằng là tôi cố tình, nó cà khịa tôi, nó xin là cho nó 2 triệu vì ở quận Gò Vấp không ai chú ý đến nó. Rồi sau đó nó khịa tôi, nó sụt xuống thôi 2 triệu không được 500, nhưng tôi cố tình chuyển 2 triệu cho nó đặt khung 2. Khi bà Nguyễn Thị Mai Nhi này chuyển 2 triệu xong là ngày 19 tháng 7 thì bà Hằng làm đơn tố cáo Đinh Thị Lan là chủ mưu. Cho nên cái việc Đinh Thị Lan này, nói thiệt nha, bây giờ mới lộ ra nè, tôi không đi, tôi ở nhà, nhưng viện kiểm sát á, kiểm soát viên đã tranh luận quyết liệt với bị can, với bị hại Nguyễn Phương Hằng và luật sư của bị hại là ông Hồ Nguyên Lễ, vì việc rằng bà này bà không có chịu cho coi như là cho cái Mai Xuân Cường nhẹ tội. Đó, bà nói không, nó thêm cái tội thứ nhất là cưỡng đoạt tài sản 2 triệu đồng của bà Hằng. Tự động chuyển cho người ta mà quy người ta cái tội cưỡng đoạt tài sản. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là sau khi vậy thêm cái tiền là thêm cái tội nữa là làm nhục người khác. Mà cái người chủ mưu lại là Đinh Thị Lan. Cho nên là khi phiên tòa xét xử Mai Xuân Cường ban đầu là xử công khai, nhưng đến cuối cùng đóng cái cổng của tòa án Thủ Dầu Một lại xử kín. Vì sao? Vì vô trong đó mà báo chí mà biết cái thông tin này, cái nữa là thôi không xử được vụ án Mai Xuân Cường sẽ thấy bắt cái thằng Mai Xuân Cường một cách oan sai, thật sự là oan sai. Là vì sao? Con của bả đâu có bị đe dọa đâu, nó xin tiền bả mà vì bả muốn bắt Mai Xuân Cường để bắt Đinh Lan, để Đinh Lan không có phản biện về bả nữa, không có vạch trần sự thật về bả. Đinh Lan chưa có một clip nào xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng. Cho nên đến giờ phút này á, các cái kênh như là Kiệt Tấn Đạt hay Hống Bình Dương bảo rằng có những bằng chứng này nọ, có những cái clip mà Đinh Lan là người nhục mạ bà Nguyễn Phương Hằng, không có nha. Hằng Ni cũng không có cái clip nào nhục mạ bà Nguyễn Phương Hằng hết. Ngay cả ca sĩ Vi Anh cũng không có. Cho vậy là các người cho đến ngày phút này mọi người nói là có vi bằng rồi, đưa bao nhiêu tiền cho cái Đinh Thị Hiền Anh ở ngoài Hà Nội. Có đâu ra, không có, chúng tôi không có ai nhục mạ bà Hằng hết á. Chỉ phản biện là những điều mà Hằng nói là không đúng ha. Đây. Ngày 19 tháng 7 năm 2021, bà Hằng đến cơ quan cảnh sát điều tra. Ngài Đinh Lan lại gần cho mọi người có thể chụp màn hình nè. Tại vì họ viết nhầm đó, năm 2021 mà họ viết nhầm là năm 2020 ha. Đây, Đinh Lan đọc cái đoạn đó nha. Nè. Ngày 19 tháng 7 năm 2021, bà Hằng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương trình báo sự việc và giao nộp các hình ảnh, các tin nhắn mà Cường đã đe dọa bà Hằng và thông tin chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho Cường. Ngày 23 tháng 7 là 4 ngày sau năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương tiến hành các hoạt động xác minh qua làm việc. Cường khai nhận đã nhắn tin đe dọa. Hôm 23 tháng 7 là hôm đó là bắt Mai Xuân Cường và bắt Đinh Thị Lan. Nhưng mà cái hôm đó là coi như là 5 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bình Dương, người ký lệnh bắt Mai Xuân Cường và Đinh Thị Lan chính là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương. Ghê lắm, vụ án kinh khủng. Tại vì bà Hằng quen cái thói là điều hành cơ quan công an ở đó để đe dọa bắt người này bắt người kia. Ngày xưa nhớ không, cái vụ bà với ông Dũng là vôi tống ông Trần Văn Thình, chồng trước của bà Nguyễn Phương Hằng vào tù không? Đó, rồi trước đó khi mà bà tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, bà sống với Đỗ Đạt Giang, đàn em năm cam, bà cũng tống Đỗ Đạt Giang vô tù. Cho nên là
quen cái thói rồi cứ tống người khác vô tù, rồi lần sau này lại hai vợ chồng lại muốn tống Võ Hằng Yên vô tù, nhưng đến cuối cùng người ta có tội gì đâu. Võ Hằng Yên cũng là một luật sư, cho nên họ ông đó cẩn thận, ông đã ghi âm lại tất cả những nội dung công việc, tiền bạc đưa cái gì ký đàng hoàng. Cho nên là cái việc mà vu khống phải có bằng chứng, mình tố cáo người ta mình không có bằng chứng thì không có ai mà giải quyết được cho mình hết á. Còn mình người ta phản tối lại mình mới bị tội. Cho nên khi mà hôm qua Đinh Lan nộp đơn tố cáo Kiệt Tấn Đạt và Huấn Bình Dương, Đinh Lan phải mở cho họ coi những cái clip nào mà thực sự là kênh Kiệt Tấn Đạt và kênh Huấn Bình Dương đã nhục mạ vu khống. Mở xong Đinh Lan chép vào USB. Còn trong nội dung trong đơn thư, Đinh Lan không cần phải đánh máy bằng văn bản ra. Cái nhiệm vụ mà đánh máy bằng văn bản ra do một đơn vị khác, là một đơn vị kiểm nghiệm chứ không phải một mình một đơn vị cơ quan cảnh sát điều tra đâu, để mà xử lý một vụ việc mà tấn công làm nhục người khác. Cho nên Kiệt Tấn Đạt và Huấn Bình Dương tội như là y hệt bà Nguyễn Phương Hằng, và chúng tôi sẽ cũng có một cái bản coi như là bản kết luận điều tra đầy đủ những nội dung nào là xúc phạm Đinh Lan, những nội dung nào là công bố trên quảng bá cho cái kênh Nguyễn Thị Thu Thủy. À, báo tin quên nói về cái chuyện Nguyễn Thị Thu Thủy thì qua 24 tiếng đồng hồ rồi thì Nguyễn Thị Thu Thủy thì ở ngoài đó là bị xử lý rồi nha mọi người, bị xử lý rồi, cho nên là thấy là hôm nay không có đi ở chỗ nào nữa. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là cái việc Nguyễn Thị Thu Thủy á, tố cáo ông Nguyễn Văn Tân sinh năm 1972 ngụ ở ấp Trung xã Tân Thạnh, quốc lộ 30, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Thì bà này bà nói á, là vì ông Tân này là lính của ông Võ Hoàng Yên, đã mời ông Võ Hoàng Yên về Đồng Tháp chữa trị cho người ta, mỗi một phiếu là lấy 1 triệu đồng. Cho nên là khi mà bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên, cho nên là việc mà tôi đã được quyền nghi ngờ kênh Kiệt Tấn Đạt này đã tìm những cái nạn nhân mà có những cái không hài lòng về đất đai này nọ, cái vu cho cái việc rằng lính của Võ Hằng Yên là người đã cướp đất của bả. Nhưng thực sự cái việc cướp đất của này là năm 2009, bà Nguyễn Thị Thu Thủy ở Đồng Tháp ha, bà ở chợ Tân Thạnh, đường từ Cao Lãnh lên tuyến đường Hồng Ngự á, thì qua bên đất của bả. Bả được cái giấy tờ gì của nhà nước á, là trao trả năm 2009 cái miếng đất gì đó của bả. Nhưng quyết định đó Đinh Lạc không biết về trước đó, nhưng chỉ biết về sau này thì cái người chủ mới bán cái lô đất này cho ông Nguyễn Văn Tân sinh năm 1972. Cho nên là khi ông Tân năm 2019 đã xây dựng biệt thự trên đó, thì ngày hôm nay ức lòng và vu cho ông Tân này là lính của ông Võ Hoàng Yên, và đã kết nối cho ông Võ, hợp tác với ông Võ Hoàng Yên để mà lấy đất đai của bà. No, chuyện gì ra chuyện đó. Ngày hôm nay bà mượn cái tiếng của cái vụ án của Nguyễn Phương Hằng để bà ăn theo lên, bà vu khống là ông Tân này là đệ tử của Võ Hoàng Yên. Và khi cao trào lên thì bà đã vu khống, bà đi bà kêu gào, bà chạy ngời ngời trên những cái tuyến đường, những cái trụ sở của Bộ Chính trị để bà kêu ngào dục mạ những cái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đó là vi phạm một cái trật tự chính trị rất là lớn, sẽ là một cái tiền lệ rất là xấu cho tất cả mọi người. Cứ giống như bà Hằng lên kêu gào tên Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, rồi lại vu khống cho lính của ông Vương Đình Huệ là đánh đập, rồi Việt Nam không có nhân quyền, làm nhục nhã ngoài Hà Nội hết. Hà Nội là thủ đô của đất nước, mà bây giờ những cái đối tượng mười mấy hai chục người đàn bà này gây rối trật tự công cộng ngoài đó. Cho nên là khi Đinh Lan nộp đơn tố cáo hồi hôm qua thì các anh coi như là cái anh ở bên công an, anh Đinh Tuấn Anh á, điều tra viên của cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an, bảo rằng khi mà dính líu tới chính trị là trời ơi, ở đây khi biết tin á các anh phải chạy quắn đít lên luôn. Cho nên là để có tờ đơn tố cáo của người dân tố giác tội phạm của Đinh Thị Lan, cho nên các anh đã xem xét các clip đó và kịp thời là xử lý nhóm người ngoài đó là gây rối trật tự công cộng. Và hôm nay thì cho đến giờ phút này là qua rồi, qua hơn 24 tiếng đồng hồ rồi, thấy cái đối tượng gây rối cầm đầu mà tố cáo mà kêu oan cho bà Nguyễn Phương Hằng á, thì ở ngoài Hà Nội thấy không có đăng clip nữa.
không biết là bị xử lý không, tại vì các anh nói là từ 1 đến 3 ngày thì sẽ giải quyết xong cái đám YouTuber ở trong này, và họ sẽ chuyển cái đơn từ bên an ninh điều tra Bộ Công an qua PC01 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, và đơn vị Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triệu tập Kiệt Tuấn Đạt và Huấn Bình Dương lên làm việc ở Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Còn những cái việc hai hai tên là Kiệt Tuấn Đạt và Huấn Bình Dương muốn làm gì, cư xử văn minh, không tiếp tục, cho dù nói là Đinh Thị Nở nhục mạ cái cô Đinh Thị Nở đi chăng nữa, vì tôi là Đinh Thị Lan, và Đinh Thị Lan có lúc thì trong cái lúc cao trào thì Kiệt Tuấn Đạt đã nói Đinh Thị Lan là Đinh Thị Nở, thì hôm nay mặc định cho dù Kiệt Tuấn Đạt có chửi Đinh Thị Nở cũng mặc định là chửi Đinh Thị Lan, vì tôi đang là người tố cáo cậu ha. Cho nên Kiệt Tuấn Đạt và Huấn Bình Dương hãy tuân thủ theo pháp luật, đợi cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệu tập hai người lên, hai người có trình bày gì thì đi lên trên đó mà trình bày, không tiếp tục công kích nhục mạ tôi nữa nếu như các người bảo rằng tuân thủ theo pháp luật. Rồi trở lại cái vụ án mà của viện kiểm sát viên của tòa án ở Thủ Dầu Một đã tranh luận với luật sư Hồ Nguyên Lễ và bà Nguyễn Phương Hằng, khi mà cứ phải lôi Đinh Lan ra mới được, nhớ mọi người nhớ không? Hôm nay á là không có con Đinh Lan á thì bà kêu hoãn phiên tòa, mọi người á vẫn lôi đầu bà vô xử, không có gì mà hoãn, 5 tháng tạm giam thằng bé rồi, phải đưa ra xét xử để tuyên bố thằng đó là coi như là án treo và thả phóng thích tại tòa. Kiểm sát viên phát biểu ý kiến tranh luận đây đây ha, ngày 23 tháng 7, thấy hành vi của Cường có dấu hiệu của tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ sự việc và Cường đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một để giải quyết theo thẩm quyền. Không có đâu, tới 5 tháng sau mới chuyển, tại vì những hồ sơ gửi cho Đinh Lan liên lạc Đinh Lan nè, Thủ Dầu Một nó nhận tới cuối năm rồi, chuẩn bị đưa ra xét xử rồi, bắt đầu mới chuyển hồ sơ và chuyển thằng 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 Mai Xuân Cường từ từ trại giam của tạm giam của công an tỉnh Bình Dương chuyển về tạm giam của Thủ Dầu Một á, 5 tháng trời tạm giam người ta, bây giờ thả sao được, thả gia đình người ta kiện thấy mồ luôn, đâu phải khơi khơi phải bắt được thì được, nhưng mà thả mới là khó. Mọi người đừng có nói bắt bà Hằng dễ, bây giờ thả bà Hằng khó. Bà Hằng lý do tại sao gia hạn tạm giam hoài rất là nhiều là vì bây giờ phải lôi đầu được đồng phạm, ngày hôm nay nè là phải giải quyết xong cái vụ Võ Minh Điền cầm đầu tổ chức tấn công đánh Đinh Thị Lan trả thù cho bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng tấn công nhằm chị Đinh Thị Chiêm, thương tật 20% tại 140 trên 22 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp. Cho nên chiều nay mẹ của Đinh Lan sẽ làm việc với điều tra viên để thanh tra của công an quận Gò Vấp để chi, để thay đổi điều tra viên và lật lại vụ án, làm lại từ từ đầu. Gia đình người ta có luật sư rõ ràng luôn, bào chữa cho Đinh Thị Lan và Đinh Thị Chiêm luôn tại phiên tòa luôn nha, để giải quyết theo thẩm quyền. Đã gửi hình ảnh cắt ghép gương mặt của bà Hằng và hình ảnh của người phụ nữ khỏa thân cho bị cáo Cường, nên đề nghị đó cái luật sư Hồ Nguyên Lễ đó, nên đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Kiểm sát viên phát biểu đó, cũng như là ông Hồ Nguyên Lễ và bà Hằng á găng nhau nha, cãi quyết liệt trong phiên tòa xét xử vụ án Mai Xuân Cường buổi buổi chiều á, tới 5 giờ mấy mới xong á. Trời ơi, kêu gào lên cái miệng của bà dữ thần luôn, không được không được, con Đinh Lan này là cái người chủ mưu, phải bắt Đinh Lan trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Ngay cả ông Hồ Nguyên Lễ luôn á, rồi như là bảo vệ quyền lợi và hợp pháp cho bà Nguyễn Phương Hằng, bị hại Nguyễn Phương Hằng, mà coi như không tranh cãi được với kiểm sát viên luôn, kiểm sát viên tranh luận luôn với ông Hồ Nguyên Lễ, luật sư của bà Hằng. Kiểm sát viên phát biểu ý kiến tranh luận với bị hại và người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người bị hại là ông Hồ Nguyên Lễ. Trong vụ án này, trong quá trình điều tra đã xác định việc bị cáo Cường dùng tin nhắn và các hình ảnh cắt ghép gương mặt của bà Hằng vào hình ảnh của người phụ nữ khỏa thân nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại. Bà Lan không biết việc này của Cường, nên bà Lan không phải là đồng phạm với Cường trong trong vụ án. Việc bị hại cho rằng mình bị làm nhục thì sẽ do cơ quan khác có thẩm quyền giải quyết khi có đủ căn cứ, do đó
việc điều tra truy tố bị cáo Cường về tội cưỡng đoạt tài sản là đúng, không vi phạm thủ tục tố tụng và không bỏ lọt tội phạm. Mọi người có thể chụp y quan cái bản kết luận tranh luận với ông Hồ Nguyên Lễ và bà Nguyễn Phương Hằng về cái việc rằng là Mai Xuân Cường đó bây giờ nói kết tội cưỡng đoạt tài sản tại vì bắt giam 5 tháng rồi, là bây giờ sao phải quy ra có tội để chi, để cho gia đình người ta không có kiện ngược trở lại. Mà thằng bé đó coi như là bằng tuổi con bà Hằng á, hết đời. Để coi sinh năm bao nhiêu. Mai Xuân Cường sinh năm 90. Nghe nói hình như bằng tuổi với con, với anh Tuấn con của bà Hằng á. Cho nên là thấy không, một hành động của một người đàn bà đẩy người khác vô tù, đến cuối cùng mình là người vô tù. Hồi nào giờ quen cái thói đẩy người khác vô tù. Nhưng sao Đinh Lan chả cần phải đi lên công an tỉnh Bình Dương, không lên cái vụ Mai Xuân Cường nha, lên công an Thủ Dầu Một không lên, tôi chỉ gửi thư luôn, ok, tại vì tôi có luật sư mà tham gia phiên tòa, tôi cũng không cần đi luôn, ở nhà nhưỡng nhơ. 15 ngày sau, ngày 14 tháng 1 năm 2022, thay đổi viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương mới. Nói vậy thôi, không cần nói nhiều. Tôi cũng chả là ai, tôi chỉ một người đàn bà bình thường, làm ăn kiếm tiền, sinh sống, nuôi con. Bình thường, tiền đầy túi, tình đầy tim. Có người đàn ông được rồi, duy nhất một người đàn ông yêu tôi và tôi yêu 12 năm nay, một người duy nhất. Không có bất cứ ai và cũng chả cần phải ai. Cuộc sống sau này đừng có ai mà tấn công về tôi là được rồi. Bữa nay chủ đề quan trọng nhất là khởi tố thêm đồng phạm Nguyễn Phương Hằng là ai? Là Huỳnh Công Tân. Tại vì mọi người phải biết rằng công an tỉnh Bình Dương và công an thành phố Hồ Chí Minh thì họ chưa có đưa ra cái kết luận. Tuy rằng theo thông cáo báo chí là đã có kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương ngày 3 tháng 11 đã chuyển qua viện kiểm sát, nhưng họ chưa công bố, không dám công bố. Là vì sao? Kết luận điều tra phải theo lôi đầu thêm những đồng phạm. Đồng phạm đầu tiên khởi tố trong việc này chính là Huỳnh Công Tân. Nghe cái giọng của Gia Cát Phong không? Chó đua Đức Hiển về nhất rồi, nghe mọi người. Cái clip này là clip bằng chứng. Tại vì cái hôm qua khi Đinh Lan tung cái này lên cái đường dẫn của cái kênh Check In Sài Gòn Vlog á, thì nó đã xóa rồi, nó ẩn cái clip đó rồi. Cho nên là mọi người, những cái người mà Đinh Lan dặn, những cái kênh Đinh Lan dặn á, thì không, họ đã tải về máy. Ngay cả bên báo pháp luật thành phố họ cũng tải về máy. Bên nhà báo Đức Hiển và bên Hằng Đi đó, cũng tải về máy. Những cái kênh mà Đinh Lan gửi á, rất là nhiều kênh phản biện mà Nguyễn Phương Hằng, Đinh Lan đều cái gửi cái đường link của cái buổi này kéo dài mấy tiếng đồng hồ á, thì xúc phạm nhục nhã đủ thứ á, kêu Đinh Thị Lan là con ngựa Đinh Lan, Hằng Ni là con ngựa Hằng Ni. Nhưng trong phần bình luận á, rất là rồi con ngựa Vi Anh, rồi nói là con ngựa Hằng Ni là một cái con ngựa mà chủng tạp này nọ đó, có thể đái từ trên lầu đái xuống. Là cái hôm mà Hằng bà đến nhà Hằng Ni đó, thì Hằng Ni có quay clip mà có gác một cái chân lên trên cái ban công, cho nên là nhục mạ của Tân này kinh khủng luôn. Huỳnh Công Tân này là MC trong cái buổi đua chó đua ngựa đó, lấy tên chó và ngựa để đặt cho những cái người mà phản biện bà Nguyễn Phương Hằng, như nhà báo Đức Hiển, như ca sĩ Vi Anh, như Hằng Ni, như Đinh Thị Lan, như cô Đậu Thị Ngọc Diệp, và những cái lời lẽ rất là xúc phạm, làm nhục người khác.
lấy tên chó, tên mèo, đặt tên như vậy. Và cái clip này hiện tại giờ Đinh Lan đã tải về máy và rất là nhiều người tải về máy, và Đinh Lan đã quay lại nha. Nghe tiếp nha. Hồi nãy là Gia Cát Phong cái phần ngựa đua là coi như là chó đua Đức Hiển ha. Áo đỏ này là Võ Minh Điền, áo đen là Huấn Bình Dương.
dài, nhưng mà Đinh Lan chỉ đưa thêm cái phần nói tới Đinh Lan thôi. Huỳnh Công Tân là MC, nhưng người soạn kịch bản duyệt cho Huỳnh Công Tân để lên làm cái trường đua, buổi đua này là bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Y Dũng. Huỳnh Công Tân là gan trời đi chăng nữa cũng không dám làm một cái chương trình ngựa đua này tại trường đua Đại Nam. Với sự ngồi trên khán đài là ông Huỳnh Y Dũng, khách mời là anh nông dân, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, Nhi, Hoàng Nhi, và Hoàng Nhi và Mai gì ta? Mai Nhi, Nguyễn Thị Mai Nhi và Hà Lê ha. Nguyễn Thị Mai Nhi và Hà Lê. Cho nên là trên cái dàn đó, ai là người duyệt kịch bản để cho Huỳnh Công Tân này lên đọc, thì có phải là bà Nguyễn Phương Hằng vẫn còn đồng phạm không? Khởi tố, sẽ khởi tố tên Huỳnh Công Tân này thì chắc chắn có phải đồng phạm không? Không, bây giờ không còn là một người nữa. Cho nên đó là lý do tại sao kết luận điều tra của Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 11 chưa dám công bố, chưa, Đinh Lan dùng từ luôn, chưa dám công bố, vì đưa kết luận điều tra mà không có cái Huỳnh Công Tân, không có cuộc đua chó đua ngựa, lấy tên người đặt cho chó ngựa, là hoàn toàn là bị phản ứng dữ dội bởi dư luận. Thì bà Nguyễn Phương Hằng sao? Còn nhiều tội lắm, tội thì tội làm nhục rõ ràng luôn nè. Cái clip đua chó đua ngựa này là làm nhục rõ ràng luôn. Ai cho được quyền lôi những người phản biện ra, những người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng ra để đưa vào những, đặt tên cho những con chó con ngựa để bình luận người ta với những từ ngữ tục tiểu nặng nề như thế này, để đem làm nhục người ta trên mạng có hàng triệu lượt người xem. Cho nên là cái clip hôm nay nó cũng hơi dài ha, 30 mấy phút rồi. Chắc là Đinh Lan sẽ đổi lại tiêu đề, đó là sẽ khởi tố thêm đồng phạm đầu tiên sẽ khởi tố chung với Nguyễn Phương Hằng đó, và nhiều tin quan trọng. Dạ chào mọi người, tôi là Đinh Thị Lan, nhà ở 140/22 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Số Zalo khi mất trang YouTube này, truy cập vào Zalo 0931208805 để lấy đường link của kênh Lan Đinh mới. Dạ chào mọi người.